Soi kèo Trung Quốc với Tajikistan 21 giờ 30 ngày 13 tháng 1. Đội bóng xứ tỷ dân đang liên tiếp khiến cho người hâm mộ của mình phải thất vọng và không kém phần lo lắng khi mà đội bóng của huấn luyện viên Jankovic đang liên tiếp để thua trên mọi mặt trận. Cụ thể ở loạt giao hữu mới đây, đội tuyển Trung Quốc đã liên tiếp để thua trước các đối thủ yếu hơn rất nhiều như Oman và thậm chí là cả người anh em Hồng Kông. Trước đó tại trận đấu gần nhất ở vòng loại World Cup 2026, họ cũng đã để thua sấp mặt trước Hàn Quốc đến 3 bàn không gỡ. Nhìn lại 5 trận đấu vừa qua, đội tuyển Trung Quốc đã để thua đến 4 trận và chỉ có đúng một trận thắng duy nhất trước Thái Lan. Song, đây cũng không phải là trận đấu đủ để thuyết phục những người hâm mộ của đội bóng xứ tỷ dân, bởi khi đó đội bóng của huấn luyện viên Jankovic đã để cho đại diện của Đông Nam Á có bàn thắng vươn lên dẫn trước và phải sất bất sang bang đến những phút thi đấu cuối cùng mới hoàn toàn màn lội ngược dòng. Bước vào trận đấu gặp Tajikistan, tất nhiên đây là đối thủ chưa bao giờ làm khó được Trung Quốc, bởi trong cả 4 lần gặp nhau trước đó thì họ đã giành lấy đến 3 chiến thắng và chỉ để hòa một trận. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà họ được đánh giá quá cao trong trận đấu này. Đừng quên ở thời điểm này phong độ thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Jankovic đang là rất tệ. Trong khi đó Tajikistan đang không ngừng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình và chỉ cần một chút thiếu tôn trọng đối thủ cũng đủ để cho đội tuyển Trung Quốc phải trả lấy cái giá rất đắt. Về phần đối thủ, như đã nói ở trên thì ở thời điểm này đội tuyển Tajikistan đang thi đấu vô cùng ấn tượng. Nếu như không tính trận thua trước Uzbekistan ở Cúp các quốc gia Trung Á vào mùa hè vừa qua, thì đội bóng của huấn luyện viên Petr Cech đang có cho mình chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó họ có đến 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Nếu tính rộng ra, kể từ khi chiến lược ra người Serbia đến với Tajikistan, thì đội bóng này chỉ mới để thua đúng 3 trong 19 trận dưới thời của huấn luyện viên Petr Cech, còn lại có 8 chiến thắng và 8 trận hòa. Với phong độ thi đấu vô cùng ổn định như vậy, thì chẳng có gì bất ngờ nếu như Tajikistan đang được các chuyên gia đánh giá là ngựa ô của vòng chung kết Asian Cup 2023 lần này, và thậm chí họ còn là một trong những đội bóng có khả năng cùng với đội bóng chủ nhà Qatar vượt qua vòng bảng. Tất nhiên thành tích yếu kém khi đối đầu với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần thi đấu của Tajikistan. Song đó đã là chuyện của những năm về trước, và ở thời điểm này Trung Quốc cũng không còn là cái tên quá đáng sợ như trước. Vì vậy, chỉ cần đội bóng của huấn luyện viên Petr Cech thi đấu đúng như những gì đã thể hiện gần đây, thì một kết quả từ hòa đến thắng ở trận này sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Soi kèo Trung Quốc với Tajikistan. Ngay từ ban đầu, kèo châu Á trong trận đấu này lên đến một trái thẳng, và tất nhiên Trung Quốc sẽ là đội bóng chiếu trên. Tuy nhiên, ở thời điểm này kèo đã xuống chỉ còn ở mức đồng nửa, qua đó đủ có thể thấy giới chuyên môn không còn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của đội bóng xứ tỷ dân. Và với những gì đã phân tích ở trên, thì nhiều khả năng Tajikistan sẽ cầm hòa được Trung Quốc trong trận đấu này và họ cũng sẽ là cái tên đáng để giới bộ điệu đặt niềm tin. Đừng quên ở thời điểm này Trung Quốc không phải là cái tên uy tín ở kèo châu Á, khi mà họ đã để thua kèo đến 4 trong 5 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, Tajikistan đã toàn thắng kèo châu Á trong cả 5 trận gần nhất. Soi kèo tài xỉu Trung Quốc với Tajikistan. Với việc bảng A có sự góp mặt của đội bóng rất mạnh và cũng là chủ nhà của giải đấu như Qatar, thì rõ ràng những đội bóng chỉ cần hướng đến một trận đấu với 3 điểm trọn vẹn là chính. Nên bất kỳ đội bóng nào có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong trận đấu này thì cũng đều lui về phòng ngự để bảo toàn kết quả. Cần biết, Tajikistan là đội bóng có lối chơi vô cùng thực dụng, họ sẵn sàng chơi tiểu thủ trước các đội bóng lớn nên sẽ không dễ để Trung Quốc có thể xuyên thủng mảnh lưới của đại diện đến từ Trung Á, thậm chí khả năng ghi bàn lúc này của đội bóng xứ tỷ dân vẫn đang là vấn đề nhức nhối với chỉ 3 bàn thắng sau 5 trận đấu gần nhất. Nên với tỷ lệ tài xỉu đang ở mức 2 trái hòa như thời điểm này, thì nhiều khả năng kết quả sẽ về xỉu cả trận. 868 VIP, sân chơi đỉnh cao, hòa trao mỗi ngày. Dự đoán kết quả Trung Quốc với Tajikistan. Dự đoán tỷ số, không đều. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Tajikistan nằm dưới đồng nửa. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2 trái hòa cả trận.